Xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi đến nhà một bác và xin được một cái số ngọn lan như này ạ. Lan phi điệp tím, hương rất đậm, cánh tuy hơi nhỏ nhưng cân đối ngay ngắn. Thế và còn đây, một số ngọn phi điệp này thì cánh nó có hơi nhạt, bông khá to. Và đây nữa, số ngọn phi điệp này có lẽ phải đến 3-4 kg các bạn ạ. Đến 4 kg đấy ạ. Bác ý đã cắt bỏ và dâm vào một góc vườn. Tôi thấy tiếc quá, xót quá cho nên xin tất cả về lựa xem có ngọn phi điệp nào bông của nó khá khá một chút thì lại lọc ra để ghép lan. Thật tiếc là bác ý đã dấp vào góc vườn cùng với cả một đám cỏ. Bởi vậy hoa đã rụng hết, tan nát hết các bạn ạ. Không thể chọn ra được ngọn nào có bông đẹp để ghép được ạ. Mà nếu cứ ghép đại đi thì lại sau hơn một năm nữa mới có thể lựa chọn những cái ngọn lan có bông hoa, có khuôn hoa đẹp để chơi được. Những bông này thì hoa xấu rồi phải không ạ? Mà còn hương thì không thể thẩm định được. Đây, cả những khóm này cũng thế. Tiếc của, xót của thì đi xin về thôi, nhưng có lẽ tôi cũng lại phải bỏ thôi ạ. Và chỉ lấy số lan này để ghép. Đây ạ, chúng tôi đang có một cái giò lan ghép giang dở. Năm ngoái tôi cũng mua lan qua mạng các bạn ạ. Mua lan khi chưa có hoa, cho nên năm nay nó trổ ra hoa xấu quá. Mất công chăm sóc một năm trời nhưng đành phải lọc ra thôi ạ. Để chúng tôi ghép những ngọn phi điệp này vào. Đây là bài học có lẽ không chỉ của riêng tôi phải không ạ? Vừa mất tiền bạc, vừa mất thời gian chăm sóc, đằng đẵng hàng năm trời, cuối cùng lại lột bỏ, mong được chọn ra những cái mặt bông khá khá một chút ạ. Và đây ạ, sau một hồi loay hoay, chúng tôi ghép được một giò lan từ những cái ngọn phi điệp đi xin về như này ạ. Một vé là phi điệp có màu tím đậm. Cách ghép thì không có gì mới ạ. Chúng tôi vẫn có những cái dây nhựa và chốt đinh hai đầu. Khi lan đã phát triển, rễ đã ra khỏe rồi thì chúng ta sẽ lay nhẹ để nhổ bỏ những cái đinh này ra. Còn ở phía bên này là những ngọn phi điệp có bông hoa nhàn nhạt và môi của nó khá xấu đấy ạ. Thôi, chúng tôi ghép tạm như thế này. Có lẽ khi có những cái mầm phi điệp tím này nó trổ ra khỏe khoắn một chút thì chúng tôi lại cấy sang bên kia thôi ạ. Cấy sang cái phần có những cái ngọn tím nhạt này để cho nó đồng màu các bạn ạ. Trên một giò hoa mà chỉ có một chủng loại thì dẫu sao nhìn nó cũng đẹp hơn phải không ạ? Điều này đúng với không chỉ lan phi điệp mà bất kỳ loại lan nào cũng vậy phải không ạ? Kính thưa các bạn, lan đổ đi đâu là tên của clip này. Dẫu nó có hơi phũ phàng nhưng mong rằng những chia sẻ của chúng tôi đối với các bạn mới chơi lan có thể giúp các bạn rút ra một điều gì đó. Dẫu rằng cũng có nhiều bạn nói rằng tôi chỉ chơi thân lá thôi. Đấy là quan điểm riêng của các bạn. Nhưng sau khi chơi lan một vài năm, lan sinh sôi nảy nở dày đặc vườn thì có thể lúc đấy chúng ta lại nghĩ khác ạ. Kính thưa các bạn, một clip ngắn xin trao đổi với các bạn mới tập chơi lan như vậy. Những lời chúng tôi thưa thốt có gì sai lạc, xin các bạn rộng lòng lượng thứ cho. Kính chúc các bạn sẽ sưu tầm được những giỏ hoa đẹp, những mặt lan đẹp để chia sẻ với bạn bè và những người thân thương của mình cùng thưởng thức. Thân ái, kính chào các bạn.